chung Nga, niềm tin hạnh phúc trong tôi. Xe chung Nga, vòng tay nhân ai ăn cần. Xe chung Nga, lời ca vang mãi ngàn xa. Xe chung Nga, lời tri ân quý khách thân tình. Xe chung Nga, ngày đêm không quá nắng mưa. Xe chung Nga, nhịp nhàng tay lái an toàn. Xe chung Nga, nhận đi bất cứ nơi đâu. Xe chung Nga, gọi phone nghe phục vụ ngay. Đón khách đi, đón khách về. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe. Gửi trọn niềm tin với bác tài xế. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe. Tạm chia tay nhé, thương lỗ bình an. Xe chung Nga, xe chung Nga, xe chung Nga, xe chung Nga. Thương lỗ bình an. Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hành khách Trung Nga. Trung Nga Phan Thiết phản hồi giới truyền thông báo chí. Thưa quý vị, xe của em không phải là xe chủ nhà quý khách. Xe của em là xe tuyến cố định, có phù hiệu Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận cấp, xuất phát từ bến xe Bắc Bình Thuận và đi đến điểm cuối là bến xe Miền Đông mới. Nhưng từ đoạn đường từ cuối cao tốc rẽ vào bến xe Miền Đông mới và về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mất hết hơn 1:30 nữa, nên nhà xe kiến nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh xin xe dừng tại một điểm cuối cao tốc 10 phút để xe trung chuyển khách vào trung tâm đúng giờ cho khách, còn xe dừng nằm về bến xe Miền Đông mới đậu và lấy lệnh xuất bến tiếp. Nỡ nào khi cho em cái tội bến cóc xe dừ. Ngoài Bình Thuận thì công ty xe của em có nhà cửa đàng hoàng, cơ sở hạ tầng phải sạch sẽ. Xe về công ty lấy danh sách hành khách, bốc hàng hóa xong vào bến lấy lệnh xuất bến mới đi. Chẳng lẽ có nhà, có công ty đàng hoàng xe cũng không được ghé về nhà bỏ hàng hóa, có ai vào bến xe nhận đâu. Vậy mà cũng quy vào tội bến cóc, xe chịu lộng hành. Trong khi xe chịu limousine 10 chỗ chạy hà rầm liên tục không bị gì hết, cứ chân cầu ý chân đua. Thời đại 4.0 này có hành khách nào muốn vào bến xe xếp hàng rộng rắn lên mây mua vé xe hay họ ngồi nhà lên app đăng ký vé? Thế giới ngày càng phát triển thì chính sách và luật lệ cũng cần phải thay đổi sao cho phù hợp để các doanh nhân làm ăn chân chính còn có nơi để phát triển. Mặt bằng giờ ai cũng trả lại hết để về nhà bán online, đỡ tiết kiệm chi phí. Báo chí đăng xong ai cũng hỏi, ủa xe chị Trung Nga là xe chủ hả? Trời xe chủ mà khách ủng hộ hết mình vậy sao em? Ôi trời trời sao làm ăn lương thiện cũng khó như đi lên trời. Chỉ có xin 10 phút thôi mà. Xe chung Nga, niềm tin hạnh phúc trong tôi. Xe chung Nga, vòng tay nhân ai ăn cần. Xe chung Nga, lời ca vang mãi ngàn xa. Xe chung Nga, lời tri ân quý khách thân tình. Xe chung Nga, ngày đêm không quá nắng mưa. Xe chung Nga, nhịp nhàng tay lái an toàn. Xe chung Nga, nhận đi bất cứ nơi đâu. Xe chung Nga, gọi phone nghe phục vụ ngay. Đón khách đi, đón khách về. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe. Gửi trọn niềm tin với bác tài xế. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe. Tạm chia tay nhé, thương lỗ bình an.